mình giải quyết cái ảnh ở bên Reddit. Thì hôm nay á, là mình có hai chiến dịch, một chiến dịch được approve rồi và đang chạy, còn một chiến dịch ấy thì chưa được approve. Thì mình cũng chưa biết lý do tại sao, mình chờ khoảng tầm gần một ngày rồi. Thì mình có thể chủ động liên lạc với họ để nhờ họ hỗ trợ nhé. Có lý do tại sao ấy, ở đây này. Tên mình vô email, email của mình, tên user. Chúng ta mình sẽ chọn là new. Mình là người mới nha, mình không quảng cáo cho crypto hay là nô. Chỗ này mình gõ tên của mình vô, tên cái phải chờ xíu. Chỗ này nó hỏi tên của mình á, mình gọi tên user mình vô. One hour later. Người support này hơi chậm một xíu ấy, thì mình chỉ bấm chờ. Họ nói mình là mình nên sửa lại cái app của mình và cố gắng gửi lại cái app đó một lần nữa để bên đội duyệt app đấy họ duyệt lại cho mình á. Mà bây giờ mình sẽ hỏi coi là mình cần sửa chính xác chi tiết ở đâu. One hour later. Cái người này cũng không phải là trong cái team mà chuyên sửa cái app hay là họ tự chịu trách nhiệm thì mình không rõ. Thì nếu vậy thì mình cảm ơn thôi và mình sẽ sửa lại cái app của mình xem lại để coi là có được approve hay không, mình sẽ sửa lại và mình sẽ gửi lại gửi yêu cầu approve lại nữa. Mình cảm ơn họ. Thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình á, thì hầu như là những cái app mà bị từ chối ở trên này á, những cái app đây nha, là do là chứa một cái từ khóa nào đó, gọi là từ khóa cấm, hoặc là quảng cáo những cái sản phẩm không liên quan, hoặc là cái hình ảnh của nó không liên quan đến sản phẩm, thì mình sẽ coi sơ qua, hoặc là những cái từ khóa có nội dung làm quá cái vấn đề đấy đó, mà thực sự là nó không có đến mức như vậy. Chỉ coi là cái thông tin của mình cho nên mò mò xem lại. Chỗ này chuyển qua trạng thái là chờ chờ approve, mình chờ thôi. Thì quá trình nó như này, nó sẽ như vậy, sẽ có người ấy sẽ trả lời được bạn cái lý do tại sao mà nó không được approve, và cũng sẽ có người họ sẽ từ chối trả lời, thì mình sẽ sửa lại theo cái kinh nghiệm cá nhân. Hy vọng video này có ích với các bạn nhé.